Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình, channel Kè Zombie. Và hôm nay mình lại tiếp tục cái con game Pokemon Revolution Online mà mình sẽ PvP nha anh em. PvP random. Rồi, bắt đầu thôi. Hồi nãy thì mình cũng đã có PvP nhưng mà mình đánh không được là tại vì ồn quá, hàng xóm mình ồn quá, nó không có cho mình, không có cho sự yên tĩnh, ngu á các bạn, không cho ai yên tĩnh hết. Cho nên bây giờ mình sẽ tìm trận để mình đánh thôi nha. Mình sẽ tìm trận để mình đánh. Thì hiện tại mình đánh 14 trận rồi, thắng được có 4 trận rồi, các bạn biết mình dở cỡ nào. Rồi. Bắt đầu thôi. Ôi mèo à. Ờ chết mẹ mèo. Mèo phải tô xích liền các bạn. Mèo là phải tô xích liền. Làm gì làm mèo là phải tô xích liền. Thắng không thắng gì không cần biết, nhưng mà mèo là phải tô xích liền. Tại vì nếu mà các bạn không tô xít á, mà con mèo nó còn sống á, là thế nào nó cũng đánh các bạn chết á. Rồi phần còn lại là Steel Rock, khoan nó đánh nó. À mình không đánh được, ok. Nhưng mà không sao. Không, nếu mà con mèo mà các bạn để lâu á, là các bạn sẽ thua. Sâu bọ, bóng tối. À, sâu bọ, bóng tối và ma. Ok, có cả bóng tối này. À, thép. Con này có mega này. Sao bỏ con này cũng có cả tu xích. Con này có Raiden này, Python, Lyrium. Python thôi, chọn con này đi. Tâm linh. Và mình sẽ xài chiêu bóng tối. Sẽ nhân hai đam lên. Đổi Pokemon nè. Ok, đổi Pokemon hệ điện nè. Được. Pokemon hệ điện. Pokemon hệ điện thì nó sẽ sợ Pokemon hệ đất. Mình có con nào hệ đất không? Không có con nào hệ đất hết. Có được con hệ đá mà nó chết ngắt rồi. Con này hệ điện nó chỉ sợ hệ đất thôi à. Chứ mấy con kia đâu sợ. Nếu mà mình đánh con hệ sao bọ thì cũng không được. Nhưng đánh con sao bọ thì cũng được, con này sợi điện thôi, điện và đất thôi. Đây nó sợi đất thôi. Rồi. À, mình sẽ xài tới Fake Khan đi, mình sẽ xài tới Fake Khan đi. Rồi, mình sẽ xài con này. Xài tới Fake Đây mình sẽ xài tới Fake Khan. Một chiêu hệ thường thôi các bạn. Hay lắm. Run thôi. Rồi vậy là em nó đi đời. Nghĩ sao mà lấy mèo ra đánh. Trời ơi mèo xong đời mèo con. Con này không có rep ta. Nếu mà con này có rep thì mình sẽ cho nó ngủ. Con hệ nước à, mình lấy con hệ lửa ra thì không ổn, hệ sao bọ cũng không ổn. Còn con này thôi. À, mình sẽ xài Claw Combat cũng được, Blastoise thôi. Con này thì nó sẽ xài điện và cỏ, không có điện và cỏ đánh mấy chiêu thường cũng được. Fake can thôi. Má tiến hóa rồi các bạn ơi. Trước sau thì con này của mình cũng chết mà. Được. Tâm linh thì ấy thì đánh với con này đi. Bullet Pool. Nó chơi con này. Ôi, đổi nữa hả? Bị điên à. Con của nó hệ phí xịt chứ các bạn. Con này mình biết nè.
Đam không cao ý xìu à. Con này sau bỏ bóng tối và ôi sau bỏ bóng tối và ma. Trời ơi xong đời rồi. Đánh đấm cái nỗi gì. Moonlight à, được. À, Khemai, ok. Rồi, hồi máu đi bạn. Cái này là tăng gì ta? Tăng attack hả? Mà mình, à, tăng attack, ok. Tăng như dữ vô. Hồi máu nữa. Ok. Mình nghĩ nó sẽ đánh. Thấy không? Rồi xong đời. Này nó bị ngu quá bạn ơi, nó bị ngu. Rồi xong rồi hàng luôn đi là vừa. Nghĩ sao mà hả, gồng mà để mình gồng hai phát. Mình mà gồng hai phát là con này mega nó thì thôi rồi. Trời ơi, má thắng trận. Má thắng trận bay lồn thiệt. Đánh với con ngu có khác hả các bạn? Không phải là cứ hồi máu là sẽ sẽ ok đâu các bạn. Hồi máu mà các bạn bị bắt bài thì các bạn cũng đi tông thôi. Ở ván này thì mình rút ra một cái kinh nghiệm là như vậy, khi gặp mail thì các bạn phải toxic liền. Cho nên trong team của các bạn phải sắm một con nào đó có liên quan tới toxic để búp cho mail. Hay như những cái con mà cao cao các bạn. Con phải chống chết như kiểu như mail gì đó. Hay kiểu như con Mimikyu gì đó thì các bạn búp toxic được. Ok, clip của mình chắc là không còn gì để nói nữa. Tạm dừng các bạn ha. Hôm nay gặp timer quá vui rồi. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Hiện tại thì mình đang ở Sinop và mình sẽ cố gắng hoàn thành Sinop để làm những cái video clip mới về sự kiện cho các bạn coi. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại nha. Bye bye.